Con Nam Mô A Di Đà Phật. Ê chú, mày, ê chú ơi, ê chú ơi, mày ơi. Dạ, cháu Hiếu xin chào tất cả mọi người. Nói chung xin chào tất cả mọi người ạ. À. Cho bạn chào lại gia đình nhà mình ạ. À. Lời đầu tiên cho anh em chúng cháu xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến toàn thể đại gia đình nhà mình. Vâng chúc ạ. Đại gia đình nhà mình luôn luôn vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc bên gia đình. Thì mọi người ơi, hôm nay lại tiếp tục có anh Trung và em Mạnh đồng vâng, hành với cháu Trung Hiếu. Đấy ạ. Thì như đại gia đình nhà mình cũng đã biết, thì hôm qua là anh em chúng cháu đã đến một căn nhà hoang, thì đã gặp được vong linh. Nhưng thực sự vong linh đang rất giận dữ với anh em chúng cháu. Thì như đại gia đình nhà mình dõi theo thì đại gia đình nhà mình cũng biết vong linh đã hai lần đi vào anh Trung và đánh đuổi anh em chúng cháu rất dã man. Đấy, lần đầu thì lúc đầu nhập vào anh ấy, xong rồi đi ra ấy, thì rất hiền lành. Em cứ tưởng là vong này hiền lành cơ, thì em tiếp cận đến gần thì không ngờ lại vớ ngay cái gậy vụt em. May em né được thì nó văng khỏi bên mang tai em, cũng khiếp. Thế thì sau lúc đấy lại nhập vào tiếp, xong là đạp em rồi bóp cổ em Mạnh. Thì đấy, như đại gia đình mình cũng biết, em Mạnh thì bị vong bóp cổ nên rất đau. Lúc đấy em còn mãi mới nói được, cho cháu cũng rất là sợ. Thế thì sau đó thì anh em chúng cháu đã phải bàn, vì tình hình sức khỏe của em Mạnh nó yếu hơn cháu với anh Trung, nên anh em cháu quyết định mà phải ra về, nên không tiếp cận được vong linh nữa. Nhưng mà theo em ấy, là hôm qua ấy, cái phát cuối em úp bắt khoái vào là vong linh sẽ đau lắm đấy, là vì em biết là em phải đánh phủ đầu như thế, vì vong linh này rất dữ. Mình đã cố muốn để giao tiếp ấy, để giúp vong linh ấy, nhưng vong linh cứ nhất quyết không muốn. Nên là cái cuối đấy là bóp cổ em ấy, lúc đè bóp cổ em ấy, là anh bắt buộc anh phải úp cho vong linh văng ra. Đấy, thì sau đó thì chúng cháu lại ra về và cũng không thấy vong linh xuất hiện nữa, thì không biết là hôm nay như thế nào. Nhưng mà anh em cháu vẫn sắp xếp là vì vong này giữ nên cháu cũng bảo anh Trung mà thôi, anh cố gắng sắp xếp công việc để anh em mình đến giúp đỡ vong linh. Còn hơn nữa thì nếu vong linh vẫn cố tình thì có thể là mình thu phục. Đấy, thì thôi hôm nay anh em mình cố gắng em nhé. Thì cô dì chú bác thì hôm qua là cũng theo dõi anh em chúng cháu nữa. Là đến cái nơi mà được bề trên chỉ điểm đến, thì hôm qua anh em chúng cháu là cũng có mặt đầy đủ ba anh em. Thực sự hôm qua cháu công việc cũng rất bận, nhưng mà hôm qua là cháu cũng sắp xếp được là đồng hành với em Hiếu và em Mạnh đây. Nhưng hôm qua anh em cháu là gặp ngay cái vong này là rất dữ, cũng chưa kịp hỏi tên tuổi hay là bị làm sao như nào hết, thì hôm qua cũng đánh đuổi em Hiếu rồi em Mạnh, bóp cổ em Mạnh, nhưng mà anh em cháu cũng phải không làm gì được, nhất quyết phải đi ra về để đi qua một đêm. Thì hôm nay anh em cháu lại tiếp tục đến đây để xem cái vong này như thế nào, nguyên nhân làm sao mà giữ như vậy để mà đánh đuổi anh em cháu, mà thực ra anh em cháu chỉ muốn đến giúp thôi. Thì hôm nay cháu cũng rất bận công việc nên cháu cũng sắp xếp thời gian để hôm nay là cháu sẽ cùng với em Hiếu Mạnh. Tuy em Mạnh thì nói chung là cũng mới đi làm đi theo tin của anh em cháu, thì em cũng rất là sợ sệt, người em còn rất yếu, nên là anh em cháu cũng cố gắng bảo với em là tôi cố gắng được anh em được bề trên với ai, là cái việc này là cũng tâm linh, nhưng mà em đi cùng bên bọn anh thì không phải sợ cái gì hết. Nên là em có lúc em bảo thôi em chắc không dám đi, nhưng mà thôi em đã nghĩ như vậy thì em càng như thế càng nguy hiểm đâu, em cũng phải vượt qua thì mình hoàn thành được nhiệm vụ thì mới đồng hành được với chú cháu được. Thì hôm nay là anh em cháu thời tiết là rất là nắng, còn 38-40 độ này, anh em cháu mà hôm nay mới sáng ra nắng này, đang làm mới có rất sớm, nhưng mà nắng đây cô gì bác nhìn anh em cháu ngồi một toát hết mồ hôi này. Em cố gắng lên nhé mạnh nhé. Dạ vâng ạ. Hôm qua này anh em là mong nó bóp cổ chứ đêm mà nghe chắc không ngủ anh được. À, em đang suy nghĩ về em suy nghĩ rồi, một hôm nay ấy, là vong có thể đón nhận tình cảm của em mình,
hiểu và đón nhận. Hai nữa là nếu Phong vẫn cố chấp là anh em mình cũng sẽ lại có thể là gặp nguy hiểm ấy. Đúng không? Tại vì hôm qua ấy, là em cái phát cuối em úp đấy là Phong Minh nếu hiểu ra và sợ thì có thể hôm nay đón nhận anh em mình. Còn ngược lại thì là cũng sẽ phải tính đến cái hướng là Phong tiếp tục tức giận với anh em mình. Thì hôm nay anh em mình phải chủ động hơn, cố gắng hơn nhé. Đi, thế thôi đại gia đình nhà mình nhé. Bây giờ anh em chúng cháu sẽ tiến sâu vào trong cái vị trí đó. Thì hiện tại bây giờ anh em cháu đang cách xa vị trí đó gần một cây số cơ. Vì anh em cháu ngồi tâm sự như này để chủ động hơn khi ngồi tâm sự cho nó thoải mái. Thì bây giờ anh em cháu sẽ tắt máy quay và đến đó chúng cháu lại tiếp tục ghi lại cho đại gia đình nhà mình dõi theo. Đi anh em. Vâng. Mấy anh em đi sát hết vào nhau nhá. Mọi người ơi, bây giờ là ba anh em cháu đã tiếp cận được đến cái vị trí mà hôm qua anh em mình cháu phải ra về. Ra là lúc anh em cháu đến đây thì thực ra là có rất là to. Đấy, ngoài cứ... cây ngồi nắng mà không một tí gió này em nhỉ? Đúng rồi, mà cứ đến đây là gió lại rất to là thế nào nhỉ? Mày đi sát cạnh nhìn luôn. Ủa, anh ơi. Nễ qua quên chưa hóa kìa. Ừ, hôm qua em mạnh đau quá thì em cõng mạnh xong anh em vào luôn đấy. Đánh kẹo à? Ừ, nhỉ, giờ mới nhớ. Ừ, giờ. Em cứ tưởng là em quay lại, xong em bảo em quay lại để em hóa cơ. Hôm qua anh em mình không có đi vào luôn. Ôi, vẫn nguyên si kìa. Ừ. Cần đi xét hẳn nó có đi. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng cháu đã tiếp cận. Con Nam Bồ Tát. Lại về trên chùa để chỉ cho ba những con nhá. Không thì con đi rất con. Nhưng mà rất hay nhá. Cứ đến đây là gió lại rất to. Hôm qua anh em chúng cháu về quên cả lễ đại gia đình nhà mình. Anh đưa máy lửa để em sao em hóa tiền vàng đi. Thôi, đằng nào tí nữa mình cũng làm lễ luôn mà. Mình cũng chuẩn bị mà sắp lễ luôn đi. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Ê chú, mạnh, ê chú ơi, ê chú ơi, mạnh ơi, con này lên đi chú. Anh ơi, anh đây. Vào đi. Sợ nhanh thế nhỉ? Em vừa chớp mắt cái. Vào đi. Vòng vào người. Vòng lại ốp vào người anh. Chính xác. Xong nào bóp cổ em mạnh. Thì em vừa ngoảnh quay lại cái. Thì em thấy Vòng đang nghiến răng nghiến lợi bóp cổ em mạnh. Không có nói gì nữa không? Không. Thì em chạy ra luôn, em ốp vào quái vào luôn. Sao hôm nay nó không nói gì? Và đi. Em cứ bình tĩnh. Chính quả là nó biết em mạnh. Nó biết em mạnh là điểm yếu. Nó dí em mạnh ấy. Chứ em đi trước đâu có bị đâu. Mà tự dưng lại đi vào anh. Xong nó im thiết luôn. Xong rồi tự dưng em ấy. Chỉ trong vòng độ 3 giây thôi. Xong rồi em ngoảnh quay lại cái thì là đang siết cổ em mạnh rồi. Hôm qua nó còn đánh đập đuổi anh em mình. Sao hôm nay lại nói không nói câu gì? Em ơi. Thì đi vào anh để dí em mạnh còn gì nữa. Em không phải suy nghĩ gì hết. Có anh bị hiếu ở đây rồi em không cứ bình tĩnh. Phát vừa nãy này em chí đánh thêm một phát nữa thì chắc chắn vòng này cũng không có sung sướng đâu. Em đỡ chưa? Về hay là sao anh? Không được về em ạ. Em thế nào? Người giờ thế nào rồi? Ok chưa? Thì em hãi lắm. Không sao cả. Bình tĩnh của anh mình. Mà đi sau em chỉ có độ mét thôi. Em vẫn nhớ mà, mạnh vẫn còn chạm vào người em. Thì em mới bắt đầu đang quay vào cái cửa này cái. Chỉ được độ 3 giây thôi. Thế là đã đi vào anh rồi, xong siết cổ em mạnh rồi. Xong em ngoảnh quay lại cái thì đã thấy là nghiến răng rồi. Thôi bây giờ
Anh nhà mày ra thắp hương đi. Anh với em ngồi đây để em sắp lễ nhá. Em ra đây được không? Em ra được nhá. Em cầm dù gì với em nó cũng cầm... cao hơn. Để mày hay đây. Qua đây. Hai anh em cầm mắt quái ngồi đây nhá. Xong em sắp lễ xong là đi ra đấy. Không, em mày cầm mắt quái đi. Không, hai anh em cầm đi. Nó đang dí em mạnh như thế. Em có cái tiền vàng hôm qua em cứ để ra tí hóa sau. Cứ để đây luôn, để luôn đi, xong em xin luôn đi. Đốt hương lên luôn nhá. Mày em cứ yên tâm đi nhá. Có anh Hiếu bên cạnh em không phải sợ gì hết nhá. Mình dù thế nào mình phải vượt qua được chứ. Không phải nói là buồn thật đấy. Anh đưa bắt quái cho em nhé. Không, anh cứ cầm ấy đi. Bỏ đang dí anh với em mạnh mà. Ôi đồ à, anh em đi ra đây đi. Ra đây đặt trên quay đi để nó dễ đó. Nói chung để ý em mạnh nhé. Em đưa em mạnh với bắt quái rồi. Thì giờ em mạnh đang là yếu nhất em. Để cho bắt quái nó sẽ bảo vệ em mạnh. Được, ok. Thì anh em lấy để nhé. Anh em lấy với nhau nghe chưa? Giữ mặt quái trong tay nhá. Vì người em còn yếu vừa nó nhập vào mặt nhá. Giữ đi để phòng khi nó nhập vào em. Con nam mô di đà phật, con nam mô di đà phật, con nam mô di đà phật, con lại chín trên trời mười phương phật chư phật mười phương. Con lại các thần linh thể hiện ngụ tại khu đất này, hãy linh thiêng về đây chứng lễ sai tai nét tiếng cho vong linh ở nơi đây, để vong linh hiểu được và đón nhận cái sự viện trợ giúp này từ anh em chúng con. Chúng con hôm nay lại tiếp tục trở lại nơi đây. Thì như hôm qua vong linh đang rất giận dữ với chúng con, và khi nãy anh em chúng con bước vào đến nơi đây, vong linh đã âm thầm đi vào anh Trung và bóp cổ em lại. Hôm nay con xin gửi đến các ngài chút tấm lòng, các ngài người cao chiếu xạ san tay mất tiếng cho anh em chúng con, để anh em chúng con giúp đỡ vong linh. Con nam mô A Di Đà. Cái chim qua giờ em xem lại rồi, nó chỉ là do cái vong này nó tạo ra và nó dụ em mạnh vào trong đấy, nên em mạnh bồng bột quá. Em mạnh đã cứ thế nào vào nên em về em cũng đã nói rồi, nhưng em vẫn đang cảm nhận được vong linh vẫn đang quanh quẩn nơi đây. Thì hỡi vong linh, nếu vong linh vẫn đang quanh quẩn nơi đây thì tôi mong vong linh hãy xuất hiện đi. Vong linh biết rồi, chúng tôi đến đây chỉ muốn giúp đỡ vong linh thôi, chứ chúng tôi không muốn hại vong linh. Chúng mày cút đi. Hôm qua tao đánh chúng mày thân tàn mà dại vậy. Chúng mày không chừa, chúng mày vẫn đến đây à? Vong chỉ đi vong ơi. Chúng mày cút. Anh em chúng tôi đến đây chỉ giúp vong thôi. Nhà tao đây. Không ý hại vong đâu. Nhà tao ở đây. Tao vẫn đang yên ổn. Tao vẫn sống bình thường. Tao không cần chúng mày giúp. Vong hãy bình tĩnh này. Tôi biết là vong đã hai lần giúp bác phái của tôi. Tôi biết là vong mình cũng đang rất đau đớn. Vong linh đừng tỏ ra là mình không bị làm sao nữa. Khi nãy vong linh đi vào em tôi và đã bị bát quái làm vong linh đau đớn, thì vong linh cũng đã biết rồi. Tôi biết là vong linh đang rất đau. Chứ nếu vong linh không đau thì vong linh cũng đã đánh chúng tôi rồi. Vậy nên vong linh hãy nghe chúng tôi đi. Chúng tôi đến đây ấy chỉ muốn giúp vong thôi. Cả người cút đi. Ta không cần. Ta vẫn sống đang yên ổn đấy. Tôi nói rồi. Đừng quấy rầy ta nữa. Tất cả những vong linh mà được chúng tôi nhìn thấy, nghe thấy hay trong mơ của chúng tôi thì ắt là do bề trên đã muốn chúng tôi đến để giúp đỡ vong linh. Hoặc nếu vong linh mà đang có ý định làm hại người khác thì chúng tôi phải đến thu phục. Thì trong đó có vong linh.
Vậy nên là chúng tôi mong vong linh hãy đón nhận và chia sẻ với chúng tôi để chúng tôi biết và có thể giúp vong linh. Các người không cút ngay thì chết với ta đấy. Đừng làm nhảm nhiều. Không, không làm gì được chúng tôi đâu. Tôi biết mà. Vong đang cố tỏ ra cứng rắn thôi. Chứ thực ra Vong cũng đang đau lắm. Tôi biết. Và Vong cho tôi hỏi đây. Có phải Vong là nạn nhân nằm ở kia trên vũng máu và con dao xuyên thở qua bụng Vong đúng không? Ở phía kia trước đấy mấy hôm còn một người nữa vậy hay lời ra tiếng vào với Vong ở vị trí này, vị trí tôi thắp hương lên. Còn nữa, trước đó mấy ngày tôi nhìn thấy mày đừng nói nữa, mày đừng nói nữa, nơi đây rất đông người đến như chia buồn. Đúng hay sai Vong là người biết rõ nhất. Tại sao tôi lại có thể nhìn được tất cả những sự việc như vậy? Mày cho tao biết, mày là ai? Sao mày lại nhìn nhận được quá khứ của tao? Không, tôi đã nói rồi, chúng tôi có năng lực và có pháp bảo trong tay để bảo thân. Tôi không phải người bình thường đâu, Vong hiểu không? Tôi được đài trên giao nhiệm vụ trọng trách đến đây giúp Vong. Giúp Vong, Vong phải nhớ câu giúp Vong, không phải làm đến đây là muốn đến đây lấy đất, lấy nhà của Vong hay muốn hại Vong. Nhưng ta chưa hiểu chúng mày đến đây giúp gì cho ta. Ta vẫn chưa hiểu. Thì Vong đã cho chúng tôi cơ hội để chia sẻ với Vong đâu. Chúng tôi đến đây Vong đánh đuổi chúng tôi dữ như vậy thì chúng tôi còn phải ra về. Nếu hôm nay chúng tôi không có pháp bảo thì chắc chắn chúng tôi lại bị đánh te tua tiếp. Còn Vong cho tôi hỏi, có phải Vong là người đã nằm trên vũng máu ở phía đằng kia không? Tôi nói như vậy thì Vong cũng đã biết tại sao tôi lại có thể nhìn được tất cả những sự việc. Mày biết quá khứ của tao rồi, sao mày vẫn còn hỏi làm gì? Tôi chỉ biết là nhìn được như vậy thôi, còn tôi không biết là nguyên nhân tại sao mà Vong bị như vậy và đầu đuôi câu chuyện như thế nào. Đấy là những cái sự việc mà tôi muốn Vong phải chia sẻ cho tôi thì tôi mới giúp được Vong. Bây giờ Vong tin là chúng tôi đến đây để giúp Vong chưa? Bây giờ Vong kể cho anh em chúng tôi biết là tại sao mà Vong cứ ngủ đây mà chết ở đây. Nếu như mày nói và mày nhận thức được ta và quá khứ của ta như vậy là mày cũng biết một chút phần nào về ta rồi. Vậy ta sẽ kể cho mày biết chuyện của ta năm xưa. À Vong, mình cho tôi hỏi là Vong được cha mẹ đặt tên là gì? Tên của ta hả? Ta tên là Đoài. Rồi anh em chúng tôi chào anh Đoài nhé. Thì bây giờ anh Đoài sẽ kể cho anh em chúng tôi biết là sao anh Đoài lại mất ở đây. Khoan, cách xa ta. Không anh chúng mày lại hại ta, hại ta đấy. Không. Anh em tôi đã nói là anh em tôi là người tốt, được bề trên đến đây là đến đây giúp Vong và giải thích cho Vong hiểu là như thế nào. Còn không phải anh em tôi đến đây là muốn hại Vong hay làm gì Vong. Nếu anh em tôi hại Vong, anh em tôi không phải đã cho Vong ngồi để chia sẻ nói chuyện với tôi như này. Bây giờ Vong sẽ cả đầu đuôi câu chuyện như thế nào, sự tình như nào để cho anh em tôi biết được, để anh em tôi còn giúp được cho Vong.
Sao tại sao Vong lại cư ngụ mà mất ở đây ạ? Ta sinh ra trong một gia đình cũng nghèo lắm. Gia đình ta được 4 thành viên. Mẹ ta thì chết lâu rồi. Mẹ ta chết rồi đến bố ta cũng đổ bệnh. Đổ bệnh cũng một thời gian do không có tiền chữa trị. Cũng chết. Chết đau đớn về cái bệnh oái oăm lắm. Không phải là cái tình cảnh mà tôi nhìn được. Ở nhà Vong rất đông người đấy đúng không? Đúng đấy. À, hôm đó là bố Vong mất. Thế sau hôm bố Vong mất thì tôi còn nhìn thấy không nhầm là Vong và một người nào nữa vẫn thường xảy ra cãi cọ nhau ở vị trí này. Sau khi bố ta chết đi chưa được 49 ngày, trong đầu ta đã nghĩ ta phải bán được cái miếng đất này rồi chia cho thằng em ta một nửa, còn một nửa ta lấy để ta chơi bời, ta cờ bạc. Ta bàn luận với em ta để bán cái đất này đi, nhưng em ta không nghe. Em ta nói là không được đâu anh, cái đất này là của hồi môn, là của ông để lại cho ba mẹ mình để lại cho anh em mình thì anh em mình phải để lại. Còn có cái đất để thờ tổ tiên ông bà chứ. Nhưng do ta chơi bời lợ lần, ta vẫn phải quyết định bán được cái đất này bằng được. Rồi một ngày ta gọi người đến xem đất để bán. Trước khi người ta đến xem, anh em ta có thể là thường xảy ra cãi nhau ở trước đây. Anh em ta đã xảy ra mâu thuẫn, xây sát nhau, rồi đánh cãi nhau, khiến người vua đất sợ hãi phải trở đi bỏ về. Đến khi xô sát, ta bèn vào trong nhà, rút con dao ra, tôi đuổi theo nó, vừa chạy đến chỗ kia. Ta bị vấp hoàn gạch. Vậy cứ thế ta ngã xuống. Thế là chính cái con dao đó đã đâm thẳng vào người ta, xuyên sang bên này, Khiến ta chết. Máu chảy nè nè. Sẵn sàng đó. Con dao thì vẫn xuyên thủ bụng con. Có phải là lúc đó là Vong chí mạng người em trai của mình đúng không? Đúng. Ta chí mạng, ta chém chết nó. Để ta chiếm cái mảnh đất này để ta bán. Anh cho em hỏi này, lúc anh còn sống thì anh có gia đình vợ con gì không? Ta lấy vợ được một thời gian ngắn, nhưng chưa có con. Nhưng ta chơi ngoài cờ bạc, cứ về nhà là quấy giày, đòi tiền, không có là đánh đập cô đấy. Đến lúc cô đấy không chịu được nữa, cô đấy phải bỏ đi vĩnh viễn không bao giờ quay lại nữa. Vợ bỏ này, nhà bố mất này, cha mẹ đúng không? Bố mất, xong bắt đầu do ăn chơi cờ bạc sát tán. Khi bố mất chưa được 49 ngày thì Vong lại có ý định để xin ý định bán đất, là bán cái đất này đi. Nhưng theo như lời Vong nói ấy, là bán, nếu mà đồng ý là bán đi thì cũng sẽ chia cho em trai một nửa. Nhưng do em trai không đồng ý, vì lúc bố còn sống đã dặn em trai là cái đất này là đất do cha ông tổ tiên để lại, là phải giữ để còn thờ cúng tổ tiên ông bà, đúng không? Tôi nói đúng không?
Thế chính vì cái vấn đề đó hai anh em đã thường xảy ra cãi vã, và người đến mua đất thì đã bị em trai của Vong đuổi đi, và Vong đã không nhịn được, đã vào trong nhà lấy một con dao ra đòi đâm em trai mình. Và không may trong lúc đuổi em trai thì Vong lại bị vấp chân, và chính con dao đó đâm khiến Vong phải mất mạng, đúng chưa? Đấy là toàn bộ sự việc, câu chuyện của Vong. Và từ đó Vong đã cư ngụ ở đây, và căn nhà này đến bây giờ là cũng không có ai ở từ đó đến nay bỏ hoang, đúng không? Nên bây giờ Vong cho tôi hỏi tiếp, thế sau Vong mất đi thì còn em trai Vong thì sao? Gia đình em trai Vong. Thằng khốn nạn đó, thằng khốn nạn đó mà đòi ở đây được ha, thì ta chết đi. Ta thường xuyên về quấy phá nó, rồi nó cũng không chịu đựng được, nó phải bỏ đi rồi. Thế là có nghĩa là Vong đuổi em trai của mình đi khỏi nơi đây đúng không? Khiến em Vong sợ để dẫn gia đình bỏ đi. Đấy, lại thêm một tình tiết nữa. Rồi Vong cứ ân hận và ở nơi đây. Thảo nào khi chúng tôi đến, Vong đã nghĩ là chúng tôi đến đây quấy rầy hay làm hại gì Vong, và Vong đã nhập vào và đánh đuổi anh em chúng tôi rất dữ. Nhưng cũng may là chúng tôi được bề trên gia hộ cũng như là có pháp bảo trong tay, nên Vong mới phải chịu ngồi đây để nói chuyện với chúng tôi như thế này. Đấy. Thì bây giờ tôi nói cho Vong hiểu này. Thứ nhất, Vong sai ngay từ lúc ban đầu rồi. Vong là một người ăn chơi xa đọa. Đến cái người vợ đầu ấp tay gối của Vong ấy, người ta phải yêu Vong thì người ta mới nên vợ nên chồng với Vong. Nhưng vì Vong ăn chơi chắc táo, Vong về Vong đánh đập ruồng bỏ người ta, khiến người ta không chịu được, người ta phải bỏ Vong. Sau đó nữa, đến miếng đất này, nó là cái mong muốn, là cái di nguyện của bố Vong, muốn là để lại để anh em Vong lấy chỗ thờ cúng tổ tiên ông bà hàng năm. Mà vậy mà Vong không hiểu được ý của em trai Vong, Vong cứ nhất quyết muốn bán để lấy tiền tiêu xài. Biết là Vong cũng không có ý định là chiếm đoạt hết cả cái miếng đất này, Vong vẫn nghĩ là chia cho em trai một nửa. Nhưng cái mong muốn của bố Vong ấy, lúc còn sống, mẹ Vong lúc còn sống muốn là cái chỗ đất này là cái chỗ đất để sau anh em Vong, gia đình hai anh em lấy chỗ thờ phụng ông bà tổ tiên đời đời kiếp kiếp. Cho nên em trai Vong đã nhất quyết ngăn cản, và cuối cùng Vong gieo nhân nào Vong gặp quả đấy. Nếu hôm đấy Vong không bị vấp chân, con dao không đâm vào người Vong, thì chắc chắn nạn nhân sẽ là em trai của Vong. Nếu như Vong biết rồi đấy, nhân quả mà, ai làm người đó phải chịu. Vong sai ngay từ lúc bắt đầu rồi, sai sai hoàn sai. Bố mẹ Vong mất, mẹ Vong mất, nhưng mà tôi không biết, nhưng bố Vong mất, như Vong nói mới được 49 ngày mà anh em đã xảy ra tương tàn như vậy, đất đai bán. Thì Vong thử hỏi xem nàng xóm láng giềng người ta sẽ nhìn vào, sẽ coi hai anh em Vong là người như thế nào. Và cái thứ ba nữa, sau khi Vong mất đi, Vong vẫn còn không biết ngộ nhận ra những cái sai lầm của mình, mà vẫn còn sai lầm nối tiếp sai lầm. Vong đã tìm đủ mọi cách để oán hận em trai Vong, để đuổi em trai Vong, khiến em trai Vong phải bỏ xứ mà đi. Còn nếu mà em trai Vong vẫn tiếp tục ở gần đây thì Vong cũng lại đến quấy khóa em trai Vong cũng như gia đình em trai Vong. Thì hỏi làm sao em trai Vong có thể yên tâm lo cho gia đình, lo cho công việc làm ăn. Đấy. Và hơn nữa, Vong sai lầm thì từ đầu đến cuối vẫn sai lầm. Nếu như em của Vong còn ở nơi đây mà Vong là người anh ấy, người ta bảo một giọt máu đào hơn ao nước nã, Vong hiểu chưa? Bán anh em xa mua láng giềng gần,
mà nói chi Vong với em trai Vong là anh em ruột trong gia đình, Vong còn phải thương em trai mình. Tôi tưởng là đến lúc Vong mất đi ấy, Vong phải hiểu ra được những việc làm sai trái của mình, Vong phải bù đắp lại cho em mình. Nhưng đây Vong lại không nghĩ được như vậy, Vong lại còn oán hận và làm cho em trai Vong phải bỏ xứ mà đi, khiến Vong không có người thờ phụng, không có người cúng kiếng cho Vong. Vong hiểu chưa? Có đau hay khổ nhưng sự thật nó vẫn phải là sự thật. Nếu hôm nay Vong không gặp anh em chúng tôi, anh em chúng tôi không nói cho Vong biết, thì 10 năm nữa hay 100 năm nữa Vong vẫn cứ ôm cái lòng oán hận đó ở nơi đây. Vong mãi mãi không được siêu thoát. Vong chỉ là một cái vong linh cô đơn lạnh lẽo, không có một ai cúng kiếng cho Vong ăn. Vong tưởng thế là Vong thích sao? Đúng chưa? Nếu như em trai Vong còn ở gần nơi đây mà Vong phù hộ cho em trai Vong, hàng tháng em trai Vong làm lễ cúng kiếng cho Vong ăn, có phải là vui không hơn không? Ấm lòng hơn không? Đấy. Mấy chục năm qua Phong mu muội, Phong cố chấp, Phong ôm lòng oán hận. Bây giờ sai rồi sao? Sai ngay từ lúc bắt đầu. Phong sai ngay từ lúc bắt đầu. Ôi, chỉ vì ta bằng một lời, chỉ vì ta quá ham chơi mà ta không nhận ra được cái gì là đúng, cái gì là ai. Ta chỉ cần, ta chỉ nghĩ đến là có tiền để chơi, chứ ta không nghĩ về hậu quả, ta không nghĩ về gia đình, về anh em. Sau khi bố ta đổ bệnh sắp chết rồi nhưng mà ta cũng không giúp được gì, ta vẫn cứ đi ăn chơi. Đến bây giờ Vong mới hiểu ra thì nó muộn hết rồi, nó quá muộn rồi. Bố mẹ mất rồi, em trai em bỏ xứ rồi, chẳng còn ai để mà tâm sự. Chẳng còn ai để mà nghe Vong hiểu ra được sự việc như này nữa cả. Mong nó biết ngộ nhận ra cái sai lầm của mình rồi. Đến chúng tôi đến đây Vong còn đánh chúng tôi tơi bời, thậm chí chậm một tí thôi có thể mất mạng. Thế Vong ở đây mấy chục năm đã làm hại ai chưa? Ta chả làm hại ai cả, vì cũng có ai đến đây đâu ngoài các người ra. Trước khi cái sự việc của Vong xảy ra như vậy, dân làng ở đây người ta cũng khiếp, người ta cũng chẳng ai dám đến. Có chúng tôi đây là được bề trên cho chúng tôi biết để đến đây giúp Vong thì chúng tôi mới đến thôi. Đấy, nhưng còn là... nếu người bình thường đến đây mà bị Vong dọa nạt đánh đuổi như thế thì người ta cũng ba đời người ta cũng không dám đến. Bây giờ tôi phải làm sao? Bây giờ thế này, Vong đã hiểu ra được tất cả cái việc làm sai trái của mình chưa? Tôi sai rồi. Rồi. Thế bây giờ Vong nghe lời tôi này. Tôi sai. Như ngay từ lúc đầu ấy, chúng tôi nói là chúng tôi đến đây để giúp Vong đấy. Vong nghe chưa? Thế Vong có muốn đi gặp bố mẹ mình không? Muốn gặp bố mẹ mình không? Ê, thật chứ. Ồ, thật mà. Nhưng bây giờ ta gặp liệu bố mẹ ta không? Bây giờ ta không? Bây giờ tôi nói Vong này này. Bố mẹ ta nói là ta bố không? Mẹ Vong và Vong cũng đã mất cách đây mấy chục năm rồi. Đấy. Còn cái vấn đề là Vong, bố mẹ Vong có như thế nào ấy, thì cái này chúng tôi không dám hứa. Nhưng chúng tôi sẽ giúp Vong không còn phải ở nơi đây chịu đói chịu khát rồi cô đơn lạnh lẽo ở căn nhà này nữa. Chúng tôi sẽ giúp Vong lên chùa để tu tập và chịu tội. Tội của Vong đến đâu Vong chịu đến đấy. Bề trên soi xét thấy Vong thay đổi thì sẽ cho Vong được siêu thoát đầu thai. Vong có đồng ý không?
Mong đúng. Thế bây giờ thôi, Vong hãy đi ra khỏi người em tôi này. Nãy giờ Vong đã ở trong người em tôi rất lâu rồi, thì em tôi nó cũng sẽ không tốt. Vong hãy đi ra, rồi tôi sẽ giúp Vong. Vong nghe chưa? Em cho Mạnh xong rồi em để cho Mạnh nghỉ ngơi tí xong nào. Em mà tỉnh hơn rồi. Em thấy trong người thế nào rồi? Sau này nó nhận ra được thì là kiểu nó đỡ anh nhỏ. Còn lúc trước đấy là cái lòng oán hận của nó ấy. Khi nó đi vào anh cũng như đi vào em Mạnh ấy, nó cảm giác là nó muốn hại ấy, hại bằng được mình ấy. Thế nên nó sẽ rất đau đớn và mệt. Nhưng mà em cầm bắp quái rồi, sao vào em được? Em vẫn nhớ là em cầm bắp quái. Lúc em vẫn nhớ. Ừ, mà rõ ràng đau em dặn mà. Em Mạnh mới cầm bắp quái lúc đấy. Vì đôi lúc em đang nãy Vong Linh đi vào em. Nhưng mà thì đau quá, đã bắt quái đã làm Vong văng ra. Đấy, anh nhớ. Tôi hiểu rồi. Bây giờ em xin đi cho em Mạnh xong rồi xong anh em mình về cho Mạnh nghỉ thôi. Anh ngồi với em Mạnh. Rồi rồi. Xong rồi để em giúp Vong Linh nhá. Đây. Em xin thần linh đi, xong rồi anh em mình xong rồi đốt hóa tiền vàng xong rồi và cho em Mạnh nghỉ ngơi tí. Cố gắng lên nhé. Như anh ơi. Ơi. Qua cái vòng này rồi hả? Thanh thanh rồi. Em cứ ngồi nghỉ đi và xong các anh sẽ kể cho em nhá. Tạ ơn trời Phật. Cuối cùng anh em mình cũng hoàn thành được cái vong này rồi anh ạ. Chưa một cái vong nào mà anh em mình làm lòng hết, đúng không? Là lúc thì là em cũng mới nên là cũng còn hơi là sợ sợ đấy, nên là đã đi cùng một anh thì thôi là ba anh em có thể có thể mới nhau thì không sợ gì luôn. Vong này lại nói tên là Đoài. Đoài. Em nghe anh ngồi đấy nhé. Để nó giúp vòng. Còn Nam Mô A Di Đà Phật. Thì anh Đoài ơi, em rất vui mà anh đã hiểu ra và chia sẻ tất cả câu chuyện sự tình cho chúng em biết. Thì bây giờ anh hãy xuất hiện đi để em hoàn thành tâm nguyện cho anh và thế giới của đời trên ngôi chùa để tu tập trị tội. Anh Đoài nhé. Em chào anh. Em chào anh Đoài nhé. Đấy, anh Đoài. Bây giờ anh nghe lời em này, chắp tay mà lấy được thật để em giúp anh và trong thế giới của đời trên đi mua chùa. Con Nam Mô A Di Đà. Em cảm ơn anh nhé. Anh hóa tiền vàng. Mạnh ngồi đây nhé. Anh hóa tiền vàng. Bây giờ mình ra vào tiền vàng. Kênh của anh em chúng con luôn được mạnh khỏe bình an. Con Nam Mô A Di Đà Phật.